Ờ, lên đây cười luôn. Đó. Để qua đây luôn. Đây rồi, đây rồi. Ngồi xuống em, ngồi xuống. Ngồi, ngồi xuống đi. Thầy quắc nào. Đi. Đây. Ngồi xuống, đi điện thoại lại. Ấm em lên lửa bên người rồi. Tắt điện thoại đi. Tắt điện thoại. Đi ngoài. Đi ra cái lửa nước ngoài đây. Rồi em họ tên là gì? À, em Trạch Thanh Phương. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Mấy chục bị hại cơ, mấy chục bị hại. Đi nha, đi mấy bị hại chưa tới hả? Chưa. Chị là chị là ai? Chị là ai? À, chị là người đi hả? Đó chị ngồi đây. Chị là người đi chị. Đó chị ngồi đây. Lớp trước là chị đăng ký chị kia. Rồi rồi, ngoan tới đi, ngoan. Rồi. Rồi em nhận là bao nhiêu tiền tất cả rồi? Không, lúc trước là nhận như là anh trả nhiêu hết rồi. Em trả ai? Em trả ai? Trả cho những người bên kia rồi. Đâu thế còn bây giờ hiện nay còn rất nhiều bị hại. Sao 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 nói sao à? Kêu 100 em 1.000 em cũng được. À, kêu bao nhiêu cũng được. Chưa mang những này em nói chuyện hết đi. Ờ được rồi, được rồi. Đấy là em chỉ làm dịch vụ thôi, làm giấy tờ thôi. Cái bên chị này chị thì đăng ký bên chị kia, mà đăng ký bên em. Ờ nhưng mà bây giờ em là người nhận tiền thì em là người chịu trách nhiệm. Sao? Em là người nhận tiền. Bây giờ em là người nhận tiền. Ờ đúng rồi. Bạn này chị này có giới thiệu em với chị qua. Giới thiệu nhưng mà mình là tư cách gì mà mình nhận tiền? Em là dịch vụ mà anh. Dịch vụ, giấy tờ thôi. Dịch vụ đấy. Em dịch vụ gì? Rồi em là cò môi giới chạy người đi nước ngoài đúng không? À, em làm dịch vụ làm giấy tờ thôi. Ở dịch vụ chạy người làm giấy tờ. Em lắm về pháp lý đúng không? Sao anh? Em lắm về pháp lý, lắm về luật đúng không? Em là chạy những người là gọi là những người Việt Nam mình hiện nay ra để đi nước ngoài đúng không? À, em làm dịch vụ giấy tờ thôi. Ở giấy tờ gì? Giấy tờ gì? Em là như là hộ chiếu hay này kia. Đâu em làm được chưa? Em làm được bao nhiêu hộ chiếu rồi? Sao anh? Em làm được nhiều hộ chiếu chưa? Em làm hộ chiếu là dịch vụ thôi, em chỉ chạy gọi là dịch vụ chiếu thôi. Em là cò. Em môi giới hay là em là người trực tiếp làm giấy tờ? Em làm giấy tờ thôi, họ cho làm giấy tờ thôi. Vậy là em là cò. Đúng rồi, môi giới. Thì là chị sao chị nói đi, chị là người bị hại nè. Em là môi giới đúng không? Thôi nói đi nào nè. Đây là ở dưới quê á, nhà em bà con vậy nhé. Dạ, này nè. Em ngồi đây đi, em ngồi đây. Nói đi, mình à, giới thiệu nói là có người chú môi giới đi nước ngoài làm. Ở dưới mới đóng tiền lên là mỗi nói 65 triệu mà cái trước là người 30 triệu. Mấy đưa cho 30 triệu gửi lên rồi cũng có gửi phiếu xuống đóng cọc đàng hoàng là tháng 5 tới giờ. Mà cứ hứa lần hứa lửa hoài không gửi chuyển tiền. Em mất bao nhiêu tiền rồi? Là lúc trước là đóng 90, ba người đi là 90. Rồi. Ai là người nhận tiền? Dạ. Ai là người nhận tiền? Cái do con cháu của nhà này, cháu của người này rồi. Nhận tiền dùm chuyển người này xuất hóa đơn. Rồi, người là xuất hóa đơn không? Dạ. Xuất hóa đơn. Em là Phương. Phiếu đàng hoàng, nhưng mà em không có nhận tiền. Ồ, em là người chịu trách nhiệm. Em xuất hóa đơn này em phải nhận tiền, em xuất hóa đơn này ra. Chị chuyển cho em, chứ mà em hay là không có nhận trực tiếp. Hay là em mua ở dưới chuyển tiền lên đây. Bây giờ này, hiện nay là anh ghi nhận nha, anh chưa biết là em là người trực tiếp đưa người Việt Nam mình đi xuất khẩu lao động hoặc đi nước ngoài vượt trái phép hay đúng luật, anh chưa biết. Nhưng hiện nay là em là người nhận tiền. Các anh hiện nay quay phim là quả tang em là người nhận tiền cái số tiền này. Đúng chưa? Đây lăn tay, đúng chưa? Và đây điểm chỉ, đúng chưa? Đây là đúng chưa? Đây nè, đây là em là người lăn tay và điểm chỉ, đúng chưa? Đây. Có cầm đàn. Đây. Đây 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 đây. Đây. Đúng chưa? Đâu, em là tên Phương đây đi. Cái gì đâu phải ý quan đâu anh? Cái gì anh hỏi em cái tên Phương này ai thì ký tên? Em ký tên nhưng mà cái giấy này đâu phải liên quan tới anh này đâu hả? Nhưng mà bây giờ cái giấy tờ giấy này kể cả là tên Phương nhưng mà cái anh hỏi em cái số tiền thì gì? Này là đâu phải tên của chị đâu hả? Nhưng mà anh hỏi em là anh, em còn nhiều lắm, từ từ em còn nhiều nhá. Mới đây mất đi miếng giấy rồi. Mình cứ gom hết ra em chụp lại hết rồi. Ờ chụp hết chụp hình lại mà. Mất đi miếng giấy rồi, mất đi miếng giấy rồi. Xóa rồi đúng không? Đây. Đây đây. Đây em bảo đây. Đây em là người chịu trách nhiệm nhận tiền, đúng chưa? Vậy là em đang vi phạm pháp luật. Đúng chưa? Hiện nay em đang có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Anh chưa khẳng định em có tội hay em không có tội. Nhá, nhưng mà hiện nay là các anh em sẽ gọi công an đến giải quyết. Nhá. Hiện nay trong phòng đó điện thoại của em để nguyên vị trí, em không được liên hệ cho ai nhá. Hiện nay trong anh nói cho mẹ hiện nay á. Dạ rồi. Kêu đi. Còn trong khách sạn kia còn mấy trăm người nữa đang bị lừa giống như thế này.
ngồi chờ mấy chục mấy chục mấy chục à cả hàng trăm người mấy chục nhé hàng trăm người đang bị lừa giống này được chưa được chưa một phòng nhốt được mấy chục người đang nhốt trong phòng ở đâu anh nghe nói đây ở đâu đây có anh làm việc báo mấy anh nói là mấy anh ghi âm mấy anh phải chịu trách nhiệm là mấy anh ghi qua người ta là mấy người nào rồi em ngồi lên đây nếu mà mấy anh nói là bà mà nhốt mấy trăm người trong nhưng mà em là mấy anh là ngồi em là mấy anh nói là người ta nha người ta là bị lừa em bị hại người ta bị lừa bị hại chứ không nói là bị nhốt đây em là người muốn kêu đi mấy anh là dữ à anh bà anh dưới mấy ông quay mình cũng phải ghi âm lại mấy ông nói người ta là hả em là môi giới hay là em là cò em á em gái á em là như thế nào nhưng em nhưng mà bây giờ anh hỏi em này bây giờ anh hỏi em này nếu em không liên quan tại sao em phải sợ tôi đâu có sợ cái này tôi là gì có sợ nhưng mà tôi thấy là không phải không đúng như cái là em lấy em là cái gì mấy anh phải quay lên luôn nhưng mà anh quay anh hỏi em làm ăn của người ta mấy anh làm gì nhưng mà anh hỏi nhưng mà anh hỏi em này em tại sao em lại bênh người ta em đã biết lý do tụi anh đến đây chưa không có thông tin ai thua anh hay một người thua nhưng mà anh nói hả cái nhất là ở đây á đây là tiền nè nhưng mà cứ ghi nhưng mà có chuyện gì thì đang quan tâm trách nhiệm cho em rồi ok em đấy còn ở đây á là em chỉ làm dịch vụ làm giấy tờ thôi bây giờ này em không đủ tư cách để làm dịch vụ giấy tờ cò hoặc môi giới để người đưa người đi Việt Nam sang nước ngoài ok chưa em nói hết cái này là em nhận nhưng mà bây giờ anh hỏi em nhận số tiền này bao giờ người ta sẽ đi cái gì anh em nhận số tiền này bao giờ người ta đi nước ngoài em chỉ nhận làm hộ chiếu mà hộ chiếu bao giờ em đi em nhận làm hộ chiếu khi nào làm ở đây em nhận làm rồi mà ở đây đâu hộ chiếu đâu điện 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 hết qua đây điện qua đây gửi vị trí cho người ta rồi rồi kêu công an làm việc kêu hết bị kêu hết đây, em đây, em điện hết rồi đây em điện qua em gửi điện qua đây rồi em thôi bây giờ đi không có ai bị lừa bây giờ ở đây chưa đây xin chào quý vị các bạn thì hiện nay bên công trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Cái này anh sẽ nhận làm hộ chiếu của anh chị thôi. Rồi bây giờ này là em cái đấy là xác minh công an người ta xác minh. Dạ vâng. Đây là có nhiệm vụ xác minh nhá. Dạ vâng. Hiện nay là anh đang ghi nhận em đang nhận của người ta một số tiền. Ok chưa? Em ghi nhận bên số tiền là mấy triệu đây? Số tiền là 7 triệu là người ta nhận làm một cái hộ chiếu giùm. Anh nói vậy sai rồi em có ghi em lại đó. Dạ vâng, em đây anh. Em nhận bao nhiêu tiền để là cho người ta đi nước ngoài ngay hôm nay? Cái gì? Em nhận bao nhiêu tiền có cuộc ghi âm hết rồi. Dạ vâng. Chị kêu bị hẹn qua đây rồi kêu mang phường. Kêu đi. Không. Nhưng mình là chỉ có đây thôi. Còn như tới công an phường là chị. Dạ nào. Kêu. Này. Khách sạn bên đây nè, khách sạn Thanh Hồng. Nói mười mấy người sao lên đây không thấy. Cái không thấy mười mấy người. Cái nói ngày mai đi, ngày mốt đi, ngày kia đi. Cuối cùng bây giờ hả kêu dụ lên thêm 4 người nữa. Rồi nó lấy tiền rồi, không thấy người nào đi nữa. Nhưng mà vừa rồi là nó dụ em, người nhà em về đây là đi đâu đây? Tính đi đâu đây? Đi Hàn Quốc. Đi Hàn Quốc? Đi Hàn Quốc làm. Nè, vừa rồi đang tính nhận của em là bao nhiêu tiền? À, một người 65, nó cho thêm mấy người mới này, nó cho thiếu lại 50, đóng nó là 15 thiếu bao giờ trả? Thiếu bao giờ trả? Đi qua bên Hàn Quốc á, làm rồi, mỗi tháng trừ lại 10 triệu. Ờ, mỗi tháng trừ 10 triệu ha. Mà nó kêu lên khám sức khỏe cũng không thấy kêu đi, kêu lên. Nhưng mà theo em được biết hiện nay người nhà em là mất bao nhiêu tiền mà bao nhiêu người đi mà không đi được? 150 triệu rồi. 150 triệu là bao nhiêu người, mỗi người mấy chục triệu? 6 người đó. 6 người hiện nay em cam kết thì 4 người là sao thì đóng 15 mà. Còn giờ tôi với chị tôi là người 45 triệu rồi. Còn hứa đóng thêm cho. Hiện nay là em cam kết trên video tất cả các anh em quay phim ở đây là em khẳng định là đây người ta lừa em. Đúng không? Người ta lừa chính xác luôn đó. Hiện nay em đưa tiền cho người ta ấy, là người ta có làm giấy cho em là người ta nó hứa hẹn là ngày nào để đi nước ngoài đi Hàn Quốc không? Hứa hoài à, làm giấy hứa nhưng mà cứ chờ. Ai là người trực tiếp liên hệ cho em? Là Zalo là chú Phương này nè. Zalo là chính người này nè. Đúng là đúng cái người đàn ông này đúng không? Này nè, đúng người này, số tài khoản cũng của người này, chuyển tiền cho người này luôn. Là đúng có là có đồ hết trơn ở đây à? Là chính trực tiếp là người này. Còn người này bây giờ là Vin là lý do là cò mồi mới lại môi giới. À, thì bây giờ này anh em đang ghi nhận mà hiện nay là tên Phương này á là chưa biết là có đúng thực sự là lừa đảo hay không. Dạ. Nhưng anh em đang ghi nhận xíu nữa thì có bên cơ quan chức năng người ta sẽ vào cuộc để điều tra. Đúng thực sự nếu mà vụ việc mà lừa đảo mà chiếm đoạt tài sản mà lợi dụng của tất cả bà con người dân nha
thì cái này là cần phải lên án, điều thứ nhất. Điều thứ hai là cần cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý đúng người đúng tội. Em nhé. Tại vì nó tối nay bay mà bây giờ em nó test lên là chuyến bay tối nay không có chuyến bay nào, không có chuyến bay. Thế, bay có, thế vừa rồi nó nói 2:30. Thế vừa rồi em hỏi người ta là bao giờ bay thì người ta nhận 2:35 bay, mà trong khi mình test lên là có chuyến bay 1 giờ, là 2 giờ sáng đúng không? Đúng, 2 giờ sáng. Ờ, mà bay rồi, mà rồi đi vòng vòng cái lộ nó nói quản rồi dẫn lại về thì nữa. Bay, nữa bay rồi nhưng mà mình đã có giấy tờ chứ, nhưng mà mình bay chưa, nó để mình nó nói tối nay 11 giờ đem giấy tờ lại. Làm gì mà nhanh dữ vậy? 11 giờ đem giấy tờ lại. Rồi người ta trước đây là em tìm hiểu cái vụ việc này là ở đâu mà sao em biết được tên Phương này nhận tiền chạy đi nước ngoài? Là Trần Thanh Phương này á, là có đứa cháu ở dưới chợ Cả Nai á. Tôi thì ở Long Mỹ. Trần Long Mỹ là ở đâu mà Cả Nai là đâu? Ở xóm rồi vậy, nó mới nói có chú Phương, nghe chú Phương dẫn người đi nước ngoài rồi vậy đó. Nó giới thiệu cho mình rồi nó nhận tiền giùm, rồi nó chuyển lên cho Trần Thanh Phương này nè. Rồi Trần Thanh Phương xuất quá đơn mà từ tháng 5 tới giờ đó, rồi quay lại tháng 7, tháng 8 tôi chờ rồi viết là vậy đi. Là người ta có đưa em đi học tiếng không? Học tiếng Hàn không? Không học. Có mấy thằng em mới ngộ nó nè, đưa bốn thằng em bố mới lên đây mà mới có chừng 3 bữa nay mà nó làm giấy đi được luôn, mới ghê chứ. Nhưng mà đi được chưa? Đi được đâu, thì còn nằm đó đó. Đang nằm ở đâu? Thì nằm ở khách sạn bên kia. Rồi em gọi hết về đây chưa? Đang gọi. Rồi em gọi hết về đây để có đây tất cả cái bị hại, nhân chứng, vật chứng nha. Anh em đã ghi nhận vụ việc. Trời ơi, cho nông nhân ta khổ, người ta đi mần mướn, mần thê, cực khổ, cực đông, cực cắt mà đường gạt của người ta vậy đó. Hiện nay cái vụ việc này anh em chưa khẳng định là nhân vật này lừa đảo, nhưng hiện nay đang nhận tiền nha, đang nhận tiền của rất nhiều người. Ok chưa? Hiện nay là gia đình mình là mấy người thân? Hiện nay gia đình mình là mấy người thân? 6 người thân. 6 người ở đâu chứ ai? Đứng sát cho tao bé heo mày, lo mày nói cái gì? Đâu? Đâu? Em nhiêu tuổi rồi? Em 33. Em họ tên đầy đủ là gì? Trần Vũ Linh. Còn mình? Trần Vũ Con. Mình nhiêu tuổi rồi? Hả? Sinh năm 87. Còn anh? Lê Tụ Nguyên, 1980. 1960, anh nguyên quán ở đâu? 80. 80, nguyên quán ở đâu? Quê quán Hậu Giang. Hậu Giang, thế còn chị? Chị Nguyễn Ngọc Phương. Chị nhiêu tuổi rồi? 1977. 46 tuổi. Rồi rồi. Thấy nó không có lừa đảo thì tôi nói cho mấy anh biết. Là chị liên quan gì tới nó? Tôi không liên quan gì tới nó hết trơn á. Nói lại vậy. Không biết bạn có liên quan gì. Bà lại có liên quan. Bà có liên quan. Không, bà nói là bà đi luôn á. Bà nói đi chung. Bà nói đi chung. Tôi không có quen biết. Không, vừa bà nói đây. Quay phim rồi mà. Quay phim rồi. Không nói nha. Không quay, đây quay phim. Đây. Đây quay phim rồi, đây quay phim. Quay phim rồi. Bà đi coi cái gì để nó mời Phương làm việc hết rồi đó. Đó là nói cho mình tỉnh đi. Đừng có mình có cãi tao đâu nữa. Bây giờ có mang hết. Em nào lấy cái đầu dâm mà vô phòng nó cũng vắng á. Đưa cho mấy anh trộn dâm đi. Cái gì không cái ra đâu với tất cả những người đây. Bây giờ nếu giờ xử trong trường hợp này không có công an thì mình chịu hết. Hiện bây giờ có công an là chưa, họ sẽ chính quyền họ mời giải hết toàn bộ. Đây là cái gì đây? Đây ai đây? Vừa bảo nói xong rồi, cãi không? Cãi chưa? Rồi sao tôi nói tôi đi chung rồi? Bà nói bà đi chung mà bà nói không? Bà... Giờ bây giờ tôi nói tôi đi chung bây giờ. Bà lớn tuổi bà nói dốc cái vừa phải thôi. Bây giờ tôi nói tôi đi chung đó. Thôi thôi, anh em đừng có cãi ra đâu nữa. Còn ở đây cơ quan chức năng họ làm việc với chị. Đúng rồi, sao cái chuyện đó là của cơ quan công an nữa. Tôi vô quay ào ào ta thì tôi ngồi đó thì tôi phải nói vậy. Lớn tuổi em xạo quý. Mấy ông làm nội ta không quay ta chứ quay này. Cái ha, già đòn. Chị từ khi em đang môi nhỏ chị chỉ nói không được. Em quay để làm. Thôi anh đừng nói nữa. Thôi khỏi em ơi. Khỏi nói nữa, không có nói ra đâu vậy. Rồi. Khỏi nói. Có mấy bị hại ta cũng nói để bằng tiếng. Nó tới giọng cho xóa. Bà xóa, bà xóa tùm lum cả là. Bà xét không? Cái vấn đề đó tôi về làm rõ. Tự nhiên trời nè, tới đây. Tới đây rồi rồi. Bà cứ bỏ vô trong bà lý do gì mà điện thoại người ta không cho người ta xóa chứ. Không cho người ta xóa. Nhà ghê ha. Bên kia nó còn không có gì đâu. Nè, nó nè. Nghe ghê chưa? Mình là mất ra bao tiền? Mình là mất bao tiền? 3 chị em nhà em là đóng khoảng một đứa là 8-5 triệu rồi. 3 người đâu hết rồi? Người đâu hết? Đây. Gọi ra đi. Gọi tiền. Đâu? Tiền ai mới ai? Gọi tiền. Chị mới ai? Cả. Em với chồng em. Đâu chồng đâu? Đây. 3 nhân vật này mỗi nhân vật 85 triệu đó anh Hải ơi. Đâu kêu là hết đi. Anh Hải.
ba nhân vật luôn, mất 85 triệu một người nữa rồi này. Ba nhân vật, mỗi một người mất 85 triệu. Báo đi. Ba người luôn này. Gọi chồng đâu? Chồng đâu? Ngày của mình á, cứ lên trình bày với chỗ em thường nha. Không có đi đâu. Đi đâu mà đi bà đảo? Bà đi tôi cho bà 1 tỷ. Tại hôm nó nói đi gì? 2:30 có chuyến bay Hàn Quốc mà không thì đó. Bữa hôm bữa cũng đưa tụi em ra sân bay rồi. Nó lừa vậy thôi. Chuyến bay thôi, không giờ. Ở tới bữa nay luôn rồi, hứa lần hứa lựa cứ ngày mai. Chồng đâu? Chồng đâu? Ở đây. Có em đâu? Rồi tí đi về mày làm việc với nhỉ, các anh giúp cho nha. Không biết mấy cái anh chiếc điện này học có chứ mày mà 2:30 đâu. Đó cứ đi bà cứ yên tâm đi, không ai làm gì bà hết á. Cứ lên công an phường nha. Không ai làm gì bà hết á. Bà cứ đi đi, người thật không có sợ. Nó đưa bà ra đảo Phú Quốc ấy. Đi đâu mà đi. Rất nhiều người thấy không? Rất nhiều người 85 triệu đối với người ta là lớn lắm không nhỏ đâu nha. Bán tài sản, bán trâu, bán bò, bán heo, bán ruộng đi. Đúng chưa? Bán nhiều thứ lắm ấy. Đúng chưa? Nhưng mà đúng mặt đó chưa? Nó nói dài nữa. Nó lửa chuyên nghiệp lắm. Tất cả nữa phải gom hết như mấy người bị hại đó. Trong này còn nhiều lắm. Bộ là còn bao nhiêu người bị hại nữa. Trong này còn bao nhiêu người, chỉ gọi hết xuống đi. Giúp người ta đi. Mình làm ơn làm phước đi. Bây giờ mấy người kia không đi thì ba chị em tụi em đi còn. Trên đây còn bao nhiêu người? Nhưng mà nó đang ở Vĩnh Long nó chưa có lên. Nhưng mà trên này còn bao nhiêu người? Trong phòng mình á. Trong phòng của mình đó. Trong phòng mình còn bao nhiêu người? Giúp người ta đi. Còn là ba người nữa. Ba người gọi người ta xuống đi. Em có nói rồi nhưng mà em không có đi đâu. Không biết làm sao. Ai mà đi được, về tôi cho anh em cho tiền. Nhiều đó là đúng rồi, nhiều đó là đã đủ tiền lắm rồi. Cái nhiều đó là ngoài. Có thể là lấy tiền đâu đâu. Gọi tiền đó. Ba người con, ba người, mỗi người 85 triệu. Mấy trăm triệu của ta nè. Trong nhiều đấy. 200 triệu lại. Đấy. Chồng mà em ruột. Chồng mà em. Tính đi Hàn Quốc. Em chồng. Ờ em chồng. Đi làm sao được? Cái bà nào ăn không? Hả? Mẹ này cùng fan á. Cùng fan, cùng hội. Hả? Ở đó chủ ghe. Chủ ghe à? Chủ ghe còn lại đi xa. Ngồi cãi ghê lắm, mẹ cãi ghê. Sang gì? Tướng lừa đảo mà sang gì? Sang gì sang? Nói chung quần này đi xa rồi. Cứ mấy cái này, cứ hứa ngày mai. Bà kia bà dùng điện thoại bà xóa hết luôn nè. Thôi về không có đi đâu, về nha. Đi đâu mà đi, đi làm sao được. Cái này mà đi Úc làm sao mà. Tướng này đi đâu? Người ta bên nước. Nó lên nó mạng quá trời. Người ta đến nước ngoài, người ta đang bỏ trốn về nhà. Đi làm không à, được người đi làm. 350 triệu. Cô chính trị mình đã cứ về. Hiện nay là gia đình mình là mấy người thân? Hiện nay gia đình mình là mấy người thân? 6 người. 6 người đâu, những ai? Đứng sát cho ba mấy em, mày lo mày nói cái gì? Đâu? Em nhiêu tuổi rồi? Em họ tên đầy đủ là gì? Còn mình nhiêu tuổi rồi? Hả? Sinh nhân 87. Còn anh? Lê Tụng Nguyên, 1960. 1960, anh nguyên quán ở đâu? 80 nguyên quán ở đâu? Quê quán Hậu Giang. Hậu Giang, thấy con chị? Chị Nguyễn Ngọc. Chị nhiêu tuổi rồi? 1977, 46 tuổi. Rồi. Vậy ngắn gọn. Có đây nữa hả? Cái này không, cái này không sao, cái này không liên quan, cái này không sao. Cái này không liên quan, cái này không liên quan, không liên quan đâu. Rồi, được rồi. Thôi em ơi. 45 triệu. Được rồi. Bọn anh lên, bọn anh lên có gác đi trước ha. Xe phường 4 không? Mọi người uống nước không? Cảm ơn. Cảm ơn. Cái này có gác em đi lên phường trước ha. Biết phường chưa? Vậy là mấy anh hồi lên phường. Nhớ là tất cả lên phường nha. Nha, mình muốn người ta giúp thì mình phải lên từ lơi đàng hoàng. Cái chỗ xuống kia là ở thành cái số điện thoại của công an phường. Con em tôi đâu kìa, kho đi vô kìa. Nãy xe đi vô ba. Mẹ kia nó cãi ghê lắm.
mẹ kia chung mẹ trên chung bèn cái ghê lắm. Đồ đạc còn gì không? Có gì trong phòng không? Qua đi đồ nặng đóng mình chuẩn bị đi thôi chứ không có. Chuẩn bị đi hả? Rồi. Xíu nữa thì Hàn Quốc luôn nhá. Ừ. Sao bị lừa mà vui quá vậy? Rồi chưa? Nhiều lắm rồi. Rồi, được rồi. Hiện nay công an đang vào cuộc các bạn. Hiện nay công an đang vào cuộc. Kìa nó đi kìa, kìa ra xe dưới dụng như nó kìa. Ờ, lên đây cười luôn. Đó. Cười qua đây luôn. Bạn này đi luôn, đi xe đâu, đi luôn. Đi luôn các anh chở, đi luôn. Lên xe đi. Mấy đồng chí ơi, mấy đồng chí cho mấy bà này đi luôn này, được không? Cho đi luôn, bị hại đặt xe rồi mà thiếu đi chút xe, chưa có xe, chưa có xe, người ta không có xe, cho đi luôn, đi luôn, đâu lên luôn, lên xe, chồng đâu, lên xe hết, lên bị hại lên xe hết, đặt gáp rồi mà, đặt gáp rồi, thôi đi luôn đi, lên đây luôn, ở lên luôn đi, còn bà kia đâu, chồng đâu, em đâu, lên xe đi em, lên xe, đi lên người ta giúp cho, đi lên đi. Đi lên khai hết người ta giúp cho. Đi. Hàn Quốc cái gì mà Hàn Quốc. Lên xe luôn, lên xe ngồi đi. Đó, lên đi, lên đi. Đây còn hai người nữa, còn hai người nữa. Lên sau còn nữa, lên sau đi. Leo lên nói chuyện này. Chặt trứng ra rồi vô. Biết địa chỉ phường chưa? Nè có sao nói cái mấy cái quyền không? Có sao nó chạy khỏi. Chỉ hạn chế quay mà bớt nói. Hạn chế nói cái nhảy cái đừng có nói. Bắt 6-7 người à? Còn nhiều. Mỗi một phòng nhiều người lắm nhưng mà người ta chưa có lên tiếng. Ai mà đang có dấu hiệu bị lừa thì tốt nhất là báo quan luôn. Đi làm sao được mà đi, nó lừa đảo đi mà đi. Làm gì có đi được, đi đâu làm sao được mà đi. Xạo ấy đi gì, nó lừa đảo mà. Phải lừa rõ ràng. Lừa rõ ràng. Con mẹ bữa là liên quan luôn đó. Mẹ bữa. Đi kìa, ai. Gấp rồi, gấp, đây xe. Ôi, anh Hoàng chở một người, mấy này, ông này lên một người, đi.